Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, nếu Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, có thể làm những công đức ấy, thời bốn vị thiên vương đều rất vui mừng, mà nghĩ rằng chúng ta phải đem bốn cái bát dâng lên Bồ Tát như những bát mà chư thiên vương thuở trước đã dâng cho Phật thuở trước. Lúc đó, trời Đao Lợi nhẫn đến trời Tha Hóa Tự Tại cũng rất hoan hỷ mà nghĩ rằng chúng ta phải hầu hạ cúng dường Bồ Tát để hàng thiên chúng được thêm đông và giảm bớt hàng A-tu-la. Chư thiên trong cõi đại thiên, từ cõi tứ vương đến cõi sắc cứu cánh đều rất vui mừng mà nghĩ rằng chúng ta phải cẩn thỉnh Bồ Tát chuyển pháp luân. Này Xá Lợi Phất, lúc vị Đại Bồ Tát này thực hành Bát Nhã Ba La Mật, tăng ích sáu ba la mật, các thiện nam tử và thiện nữ nhân đều vui mừng mà tự nghĩ rằng chúng ta phải làm cha mẹ, vợ con, thân tộc, họ hàng cho người này. Lúc đó, trời tứ vương dẫn đến trời sắc cứu cánh đều rất vui mừng mà tự nghĩ rằng chúng ta phải tìm cách làm cho Bồ Tát này xa lìa dâm dục, từ sơ phát tâm luôn là đồng chơn, chớ để vị này hội hiệp với sắc dục. Nếu hưởng thọ ngũ dục, thời sẽ chướng ngại sanh về phạm thiên, huống là quả vô thượng bồ đề. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát cần phải là người đoạn dục xuất gia mới đáng được vô thượng bồ đề, chẳng phải là người không đoạn dục mà được. Ngài Xá Lợi Phất thưa, bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát cần phải có cha mẹ, vợ con, thân tộc, họ hàng hay chăng? Đức Phật nói, này Xá Lợi Phất, hoặc có Bồ Tát có cha mẹ, vợ con, thân tộc, hoặc có Bồ Tát từ khi sơ phát tâm đoạn dục, tu hạnh đồng chơn, mãi đến thành vô thượng bồ đề, chẳng phạm sắc dục. Hoặc có Bồ Tát dùng phương tiện lực hưởng thọ ngũ dục xong mới xuất gia thành vô thượng bồ đề. Ví như nhà ảo thuật giỏi, khéo, dùng phương ảo thuật hóa ra cảnh ngũ dục rồi vui đùa trong đó, ý ông nghĩ thế nào? Nhà ảo thuật có thiệt hưởng thọ cảnh ngũ dục ấy chăng? Bạch Đức Thế Tôn không ạ. Này Xá Lợi Phất, cũng vậy, Đại Bồ Tát dùng phương tiện lực hóa ra cảnh ngũ dục, rồi ở trong đó hưởng thọ để độ chúng sanh. Đại Bồ Tát này chẳng nhiễm ngũ dục, lại dùng nhiều cách quở trách ngũ dục. Ngũ dục là lửa cháy, ngũ dục là nhơ nhớp xấu xa, ngũ dục là thứ phá hoại, ngũ dục như oán thù. Do đây nên biết rằng vì độ chúng sanh mà Bồ Tát hưởng thọ ngũ dục. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát phải thực hành Bát Nhã Ba La Mật thế nào? Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng thấy Bồ Tát, chẳng thấy danh tự Bồ Tát, chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật, cũng chẳng thấy là mình có thực hành Bát Nhã Ba La Mật, cùng không thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát và danh tự Bồ Tát tánh vốn rỗng không, trong tánh không chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Rời lìa sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng chẳng có tánh không. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức tức là tánh không, tánh không tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tại sao vậy? Vì chỉ có danh tự gọi là Bồ Đề, chỉ có danh tự gọi là Bồ Tát, chỉ có danh tự gọi là tánh không. Tại sao vậy? Vì thật tánh của các pháp vốn là không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh. Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, cũng chẳng thấy sanh, chẳng thấy diệt, cũng chẳng thấy cấu, chẳng thấy tịnh. Tại sao vậy? Vì danh tự là những pháp do nhân duyên hòa hiệp làm thành, chỉ do tưởng nhớ phân biệt giả danh mà nói thôi. Vì thế nên Đại Bồ Tát lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy tất cả danh tự. Vì chẳng thấy nên Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, phẩm tu tập đúng thứ ba. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát phải suy nghĩ như thế này: Bồ Tát chỉ có danh tự, Phật cũng chỉ có danh tự, Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ có danh tự, sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng chỉ có danh tự. Này Xá Lợi Phất,
như ngã chúng sanh thọ giả, mạng giả, sanh giả, dưỡng dục giả, tác giả, sử tác giả, khởi giả, sử khởi giả, thọ giả, sử thọ giả, tri giả, kiến giả, đều là bất khả đắc tất cả. Vì là bất khả đắc nên rỗng không, vì rỗng không nên chỉ dùng danh tự để tuyên nói. Đại Bồ Tát cũng thực hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, chẳng thấy ngã, chẳng thấy chúng sanh, nhẫn đến chẳng thấy tri giả, kiến giả, những danh tự tuyên nói đó cũng chẳng thấy. Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy hơn trên tất cả hàng thanh văn, bích chi Phật, trừ trí huệ của Phật, do vì tánh không tác dụng bất khả đắc. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát này đối với những pháp danh tự cùng chỗ mà danh tự dính đến, tất cả đều bất khả đắc. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát có thể thực hành như vậy, đó là thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Ví như số tỳ kheo nhiều bằng số tre, lau, mía, mè, lúa, đậu, lùm rừng, đầy cả cõi Diêm Phù Đề, tất cả đều có trí huệ như Xá Lợi Phất. Đại Mục Kiền Liên đem tất cả trí huệ ấy muốn so sánh với trí huệ của Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật thời không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn, không bằng một phần trăm ngàn ức, nhẫn đến không bằng một phần ví dụ. Tại sao vậy? Vì dùng trí huệ này mà Bồ Tát độ thoát tất cả chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, không nói đến như Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên đầy cõi Diêm Phù Đề, mà ví như đầy cả cõi Đại Thiên, hoặc nhẫn đến đầy cả hàng xa thế giới ở mười phương, đem tất cả trí huệ ấy muốn so sánh với trí huệ của Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật cũng không bằng một phần trăm, nhẫn đến không bằng một phần ví dụ. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật một ngày tu tập trí huệ hơn trên tất cả hàng thanh văn bích chi Phật. Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Đức Thế Tôn, trí huệ của hàng thanh văn Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, trí huệ của hàng bích chi Phật, trí huệ của Phật, những trí huệ này không sai biệt, không chống trái nhau, đều là vô sanh tánh không. Nếu đã là pháp vô sanh tánh không chẳng trái nhau, thời là không sai khác nhau. Cớ sao Đức Thế Tôn lại dạy rằng Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật một ngày tu tập trí huệ hơn trên tất cả hàng thanh văn bích chi Phật? Phật nói: Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật một ngày tu tập trí huệ, tâm niệm rằng ta hành đạo trí huệ lợi ích tất cả chúng sanh, ta sẽ dùng nhất thiết chủng trí biết rõ tất cả pháp độ thoát tất cả chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, ý của ông nghĩ thế nào? Trí huệ của hàng thanh văn bích chi Phật có những sự như vậy không? Bạch Đức Thế Tôn: Không mà. Này Xá Lợi Phất, hàng thanh văn bích chi Phật có quan niệm này, ta sẽ thành vô thượng bồ đề độ thoát tất cả chúng sanh, làm cho họ đều được vô dư y niết bàn như chư đại bồ tát không? Bạch Đức Thế Tôn: Không mà. Này Xá Lợi Phất, do những cớ trên đây nên biết rằng trí huệ của hàng thanh văn bích chi Phật sánh với trí huệ của đại bồ tát không bằng một phần trăm, nhẫn đến không bằng một phần thí dụ. Này Xá Lợi Phất, hàng thanh văn bích chi Phật có quan niệm này, ta thực hành sáu ba la mật, thành tựu chúng sanh, trang nghiêm Phật độ, đầy đủ mười trí lực, bốn vô sở quý, bốn vô ngại trí, 18 pháp bất cộng, độ thoát vô lượng vô số chúng sanh, đến quả niết bàn như chư đại bồ tát không? Bạch Đức Thế Tôn: Không mà. Này Xá Lợi Phất, ví như loài đom đóm kia chẳng bao giờ nghĩ rằng mình như mặt nhật mọc lên phóng ánh sáng chiếu khắp Diêm Phù Đề. Cũng vậy, hàng thanh văn bích chi Phật chẳng có quan niệm như đại bồ tát. Ta thực hành sáu ba la mật, nhẫn đến 18 pháp bất cộng, được vô thượng bồ đề, độ vô lượng vô số chúng sanh, đến quả niết bàn. Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là đại bồ tát hơn bậc thanh văn bích chi Phật mà đến bậc bất thối chuyển thanh tịnh Phật đạo? Đức Phật nói: Này Xá Lợi Phất, đại bồ tát từ lúc sơ phát tâm thực hành sáu ba la mật, an trụ nơi pháp không, vô tướng vô tác, có thể vượt hơn bậc thanh văn bích chi Phật mà đến bậc bất thối chuyển thanh tịnh Phật đạo. Bạch Đức Thế Tôn, đại bồ tát an trụ bậc nào mà có thể làm phước điền cho hàng thanh văn bích chi Phật? Này Xá Lợi Phất, từ lúc sơ phát tâm thực hành sáu ba la mật, nhẫn đến lúc ngồi đạo tràng thành vô thượng bồ đề,
trong khoảng thời gian ấy luôn thường làm phước điền cho hàng thâm nhân Bích Chi Phật. Tại sao vậy? Vì do có nhân duyên của Đại Bồ Tát nên những thiện pháp của thế gian phát sanh, như những pháp thập thiện, ngũ giới, bát quan trai, tứ thiền, tứ vô lượng thâm, tứ vô sắc định, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác phần, bát thánh đạo phần, lục ba la mật, thập bát không, thập lực, tứ vô úy, tứ vô ngại trí, thập bát bất cộng, đại từ, đại bi, nhất thiết chủng trí, do nhân duyên của Bồ Tát mà những pháp này hiện ra trên thế gian, cũng do nhân duyên của Bồ Tát mà những đại tộc Sát Đế Lợi, Bà La Môn, Cư Sĩ, Tứ Thiên Dương, Nhẫn Đến, Phi Phi Tưởng Thiên, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật và Phật Đà đều xuất hiện trên thế gian. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát có thanh tịnh xong phước bố thí chăng? Này Xá Lợi Phất, không có, vì bổn lai đã thanh tịnh xong. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát là vị đại thí chủ bố thí những thiện pháp như thập thiện, ngũ giới dẫn đến nhất thiết chủng trí. Ngài Xá Lợi Phất thưa, Bạch Đức Thế Tôn, thế nào Đại Bồ Tát tu tập đúng Bát Nhã Ba La Mật tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật? Đức Phật nói, này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát tu tập đúng sắc không, tu tập đúng thọ, tưởng, hành, thức không, đây gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát tu tập đúng nhãn không, tu tập đúng nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tâm không, đây gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Đại Bồ Tát tu tập đúng sắc không, tu tập đúng thinh, hương, vị, xúc, pháp không, đây gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Đại Bồ Tát tu tập đúng nhãn giới không, đúng sắc giới không, nhãn thức giới không, dẫn đến tu tập đúng ý thức giới không, đây gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Đại Bồ Tát tu tập đúng khổ không, tu tập đúng tập, diệt, đạo không, đây gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Đại Bồ Tát tu tập đúng vô minh không, tu tập đúng hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử không, đây gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Đại Bồ Tát tu tập đúng tất cả pháp không, hoặc hữu di, hoặc vô di, đây gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát tu tập đúng tánh không, tự tướng không, chư pháp không, vô sở đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không, bảy môn không, đây gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, lúc tu tập bảy môn không, Đại Bồ Tát chẳng thấy sắc, hoặc tương ứng hay không tương ứng, chẳng thấy thọ, tưởng, hành, thức, hoặc tương ứng hay không tương ứng, chẳng thấy sắc, hoặc sanh tướng hay diệt tướng, chẳng thấy thọ, tưởng, hành, thức, hoặc sanh tướng hay diệt tướng, chẳng thấy sắc, hoặc cấu tướng hay tịnh tướng, chẳng thấy thọ, tưởng, hành, thức, hoặc cấu tướng hay tịnh tướng, chẳng thấy sắc hiệp với thọ, chẳng thấy thọ hiệp với tưởng, chẳng thấy tưởng hiệp với hành, chẳng thấy hành hiệp với thức. Tại sao vậy? Vì tánh của các pháp vốn rỗng không, nên không có pháp nào hiệp với pháp nào. Này Xá Lợi Phất, trong sắc không chẳng có sắc, trong thọ không, tưởng không, hành không, thức không, chẳng có thọ, tưởng, hành, thức. Này Xá Lợi Phất, vì sắc rỗng không, nên không có tướng não hoại, vì thọ rỗng không, nên không có tướng thọ, vì tưởng rỗng không, nên không có tướng biết, vì hành rỗng không, nên không có tướng tác giả, vì thức rỗng không, nên không có tướng tri giác. Tại sao vậy? Vì chẳng phải sắc khác với không, cũng chẳng phải không khác với sắc, mà sắc chính là không, và không chính là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức chính là không, và không chính là thọ, tưởng, hành, thức. Này Xá Lợi Phất, tướng trọng không của các pháp vốn chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Vì thế nên trong không pháp ấy không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không có nhãn dĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, nhẫn đến, không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có vô minh tận, nhẫn đến, không có lão tử, cũng không có lão tử tận, không có khổ, tập,
diệt đạo, không có trí cũng không có đắc, không có tu đà hoàng và quả tu đà hoàng, không có tư đà hàm, a na hàm, a la hán, đức chi Phật và Phật cũng không có quả tư đà hàm, quả a na hàm, quả a la hán, quả bích chi Phật và quả Phật. Đại Bồ Tát tu tập đúng như vậy gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật, hoặc tương ứng hay chẳng tương ứng, cũng chẳng thấy Đàn Na Ba La Mật, Thi La Ba La Mật, Sằng Đề Ba La Mật, Tỳ Ly Gia Ba La Mật và Thiền Na Ba La Mật, hoặc tương ứng hay chẳng tương ứng. Đại Bồ Tát cũng chẳng thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chẳng thấy nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, chẳng thấy sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, chẳng thấy nhãn giới đến ý thức giới, hoặc tương ứng hay chẳng tương ứng. Đại Bồ Tát cũng chẳng thấy tứ niệm xứ đến bát thánh đạo phần, nhẫn đến nhất thiết chủng trí, hoặc tương ứng hay chẳng tương ứng. Như trên đây, này Xá Lợi Phất, phải biết đó là Đại Bồ Tát tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Lại này Xá Lợi Phất, lúc Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, không chẳng hiệp với không, vô tướng chẳng hiệp với vô tướng, vô tác chẳng hiệp với vô tác. Tại sao vậy? Vì không, vô tướng và vô tác chẳng có hiệp với chẳng hiệp. Đại Bồ Tát tu tập đúng như vậy gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Lại này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát nhập vào tự tướng không của các pháp, nhập xong nơi sắc, thọ, tưởng, hành, thức, Bồ Tát chẳng cho là hiệp, chẳng cho là chẳng hiệp. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức chẳng hiệp với tiền tế, cũng chẳng hiệp với hậu tế, chẳng hiệp với hiện tại. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát chẳng thấy tiền tế, chẳng thấy hậu tế, cũng chẳng thấy hiện tại. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, vì tam tế là danh từ rỗng không, nên tiền tế chẳng hiệp với hậu tế chẳng hiệp với tiền tế, hiện tại chẳng hiệp với tiền tế với hậu tế cũng chẳng hiệp với hiện tại. Như đây gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, nhất thiết trí chẳng hiệp với đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại. Tại sao vậy? Vì đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại đều còn chẳng thể thấy, huống là có hiệp. Như đây gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể thấy, vì nhãn đến ý chẳng thể thấy, vì sắc nhẫn đến pháp chẳng thể thấy, vì nhãn thức đến ý thức chẳng thể thấy, nên sắc thọ đến ý thức đều chẳng hiệp với nhất thiết trí. Như đây gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, vì Đàn Na Ba La Mật đến Bát Nhã Ba La Mật đều chẳng thể thấy, nên Đàn Na đến Bát Nhã Ba La Mật chẳng hiệp với nhất thiết trí. Vì tứ niệm xứ đến Bát Thánh Đạo Phần, nhẫn đến thập lực, thập bát bất cộng pháp đều chẳng thể thấy, nên tất cả đều chẳng hiệp với nhất thiết trí. Như đây gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Phật và Bồ Đề chẳng hiệp với nhất thiết trí. Tại sao vậy? Vì Phật chính là nhất thiết trí, Bồ Đề cũng chính là nhất thiết trí, nhất thiết trí chính là Phật, cũng chính là Bồ Đề. Như đây gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng tu tập sắc là hữu hay là vô, chẳng tu tập sắc là hữu thường hay là vô thường, chẳng tu tập sắc là khổ hay là lạc, chẳng tu tập sắc là ngã hay là phi ngã, chẳng tu tập sắc là tịch diệt hay là chẳng phải tịch diệt, chẳng tu tập sắc là rỗng không hay là chẳng phải rỗng không, chẳng tu tập sắc là hữu tướng hay là vô tướng, chẳng tu tập sắc là hữu tác hay vô tác, thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Như đây gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng có quan niệm là ta thực hành hay chẳng thực hành Bát Nhã Ba La Mật, cũng chẳng có quan niệm chẳng phải thực hành cùng chẳng phải chẳng thực hành. Như đây gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Lại đầy Xá Lợi Phất,
chẳng vì Bát Nhã Ba La Mật mà Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, cũng chẳng vì Đàn Na, Thi La, Sằng Đề, Tỳ Ly Gia, Thiền Na Ba La Mật, cũng chẳng vì bậc bất thối chuyển thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, cũng chẳng vì thập lực, tứ vô úy, tứ vô ngại trí, thập bát bất cộng pháp mà Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, cũng chẳng vì nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu di không, vô di không, tất cánh không, vô thỉ không, tán không, tánh không, chư pháp không, tự tướng không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không, cũng chẳng gì như pháp tánh thiệt tế mà Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao vậy? Vì lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng phá hoại tướng của các pháp, tu tập đúng như đây thời gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Lại đầy Xá Lợi Phất, chẳng vì thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc, lậu tận sáu môn thần thông mà Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao vậy? Vì lúc thực hành, Đại Bồ Tát còn chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật, huống là thấy Bồ Tát thần thông. Như đây gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng quan niệm rằng ta dùng dư ý thần thông bay đến phương Đông, cùng bay đến khắp mười phương để cúng dường hằng sa chư Phật, cũng chẳng quan niệm rằng ta dùng thiên nhĩ nghe hằng sa chư Phật mười phương thuyết pháp, dùng tha tâm trí biết tâm niệm của hằng sa chúng sanh mười phương, dùng túc mạng trí biết việc làm có vô lượng đời của hằng sa chúng sanh ở mười phương, cũng chẳng nghĩ rằng ta dùng thiên nhãn thấy hằng sa chúng sanh chết đây sanh về nơi kia. Như đây gọi là Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật, và cũng có thể độ thoát vô lượng vô số chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, thời ác ma không hại được, tất cả sự việc thế gian đều tùy ý muốn, hằng sa chư Phật mười phương đều ủng hộ cho Bồ Tát này chẳng xa vào hàng thanh văn bích chi Phật. Chư thiên từ tứ dương đến sắc cứu cánh thiên cũng đều ủng hộ Bồ Tát giúp thêm tự tại. Nếu Bồ Tát này đã có trọng tội thời hiện đời bị báo nhẹ, tại sao vậy? Vì Bồ Tát này dùng lòng từ bình đẳng lợi ích chúng sanh, như đây gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát mau được các môn Đà La Ni và các môn Tam Muội, sanh về đâu cũng thường gặp chư Phật, mãi đến khi chứng quả vô thượng Bồ Đề, không bao giờ rời chư Phật. Đây gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng nghĩ rằng có pháp này với pháp này, hoặc hiệp hay chẳng hiệp nhau, hoặc bằng hay chẳng bằng nhau. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát chẳng thấy có pháp này cùng những pháp khác, hoặc hiệp, hoặc bằng, hay chẳng hiệp, chẳng bằng. Đây gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng nghĩ rằng ta chống được pháp tánh hoặc chẳng được. Tại sao vậy? Vì pháp tánh chẳng phải là tướng được. Đây gọi là tu tập tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Lại đầy Xá Lợi Phất, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng thấy có pháp nào ra ngoài pháp tánh, cũng chẳng nghĩ rằng pháp tánh khác với các pháp, cũng chẳng nghĩ rằng pháp này có thể được pháp tánh hay chẳng được. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát chẳng thấy dùng pháp này có thể được pháp tánh hay chẳng được pháp tánh. Đại Bồ Tát tu tập đúng như đây thời gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, lúc Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, pháp tánh chẳng hiệp với không, không cũng chẳng hiệp với pháp tánh. Đây gọi là tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, lúc Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, nhãn giới chẳng hiệp với không, không cũng chẳng hiệp với nhãn giới, sắc giới chẳng hiệp với không, không cũng chẳng hiệp với sắc giới, nhãn thức giới chẳng hiệp với không, không cũng chẳng hiệp với nhãn thức giới, nhẫn đến ý giới, pháp giới và ý thức giới chẳng hiệp với không, không cũng chẳng hiệp với ý giới, pháp giới và ý thức giới. Tương ứng không như vậy gọi là tương ứng đệ nhất. Này Xá Lợi Phất,
Bồ Tát thực hành pháp không chẳng sao vào hàng thanh văn Bích Chi Phật có thể thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh, chống được vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, trong các môn tương ứng, thời tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật là tối đệ nhất, là tối tôn, tối thắng, tối diệu, không có gì trên. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát này thực hành tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật, chính đó là không, vô tướng, vô tác. Phải biết rằng Bồ Tát này như đã được thọ ký hoặc đã gần được thọ ký. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát tương ứng như vậy có thể làm lợi ích cho vô lượng vô số chúng sanh. Đại Bồ Tát này cũng chẳng nghĩ rằng ta tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật, chư Phật sẽ thọ ký cho ta, ta sẽ gần được thọ ký, ta sẽ thanh tịnh Phật độ, sẽ thành Phật chuyển pháp luân. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát này chẳng thấy có pháp nào ra ngoài pháp tánh, cũng chẳng thấy có pháp nào thực hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy có pháp nào được Phật thọ ký, chẳng thấy có pháp nào thành Phật chuyển pháp luân. Tại sao vậy? Vì lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng sanh tướng ngã, tướng chúng sanh dẫn đến, chẳng sanh tướng tri giả, tướng kiến giả. Tại sao vậy? Vì chúng sanh rốt ráo, bất sanh bất diệt, chúng sanh không có sanh, không có diệt. Nếu các pháp đã không có tướng sanh diệt, thời làm sao lại có pháp thực hành Bát Nhã Ba La Mật? Này Xá Lợi Phất, thế nên vì Đại Bồ Tát chẳng thấy chúng sanh đó chính là thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao vậy? Vì chúng sanh là bất thọ, là không, là bất khả đắc, là ly. Chính đây là thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, trong các môn tương ứng của Đại Bồ Tát, tương ứng với không là tối đệ nhất. Tương ứng với không đây hơn tất cả các môn tương ứng. Đại Bồ Tát tu tập pháp không như vậy, có thể phát sanh đại từ, đại bi, chẳng sanh những tâm san lẫn, phạm giới, sân.